Thưa quý vị, gần đây Trung Quốc đã cho hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ ba tên là Phúc Kiến hay còn gọi là TIP-003. Sự kiện này đã thu hút được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi Trung Quốc nói rằng con tàu này được lắp máy phóng điện tử. Có vẻ là ngang ngửa với hàng không mẫu hạm The Force mới nhất của Mỹ. Tuy nhiên, để xác minh lượng máy phóng điện tử của tàu TIP-003 có thực sự hữu ích hay không, cần phải có một số lượng máy bay đáng kể hoạt động trên tàu sân bay để thử nghiệm cất và hạ cánh lực lượng không quân của Hải quân Trung Quốc đang rất lúng túng về vấn đề này. Bởi vì hàng không mẫu hạm Trung Quốc không chỉ thiếu tiêm kích dựa trên tàu sân bay, còn thiếu máy bay cảnh báo mà còn thiếu máy bay cảnh báo sớm, tiêm kích tác chiến điện tử, máy bay chống tàu ngầm và máy bay vận tải. Trước khi Trung Quốc có thể sử dụng lượng máy bay dựa trên tàu sân bay với một quy mô nhất định, việc nói về máy phóng điện tử là quá sớm. Từ đó có thể thấy, Mặc dù Trung Quốc đẩy mạnh việc sản xuất hàng không mẫu hạm nhưng rõ ràng việc thiếu sót máy bay dựa trên tàu sân bay là một khuyết điểm quá lớn đối với hàng không mẫu hạm Trung Quốc hiện nay. Đương nhiên, tàu Tiếp 003 cũng không ngoại lệ. Trong chương trình phân tích và bình luận hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về anh chàng Tiếp 003. Xin mời quý vị cùng theo dõi! Quyết điểm lớn nhất của tàu tiếp 003 là thiếu tiêm kích dựa trên tàu sân bay. Tiêm kích J-15 đạo nhái từ tiêm kích Su-33 là máy bay chiến đấu dựa trên tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay. Mặc dù tiêm kích Su-33 đã bị nga chối bỏ, nhưng hải quân Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác, vẫn phải sử dụng đến tiêm kích J-15. cả tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông đều đã tiến hành huấn luyện cất cánh và hạ cánh đối với J-15. Do không có máy phóng máy bay, nên vấn đề trọng lượng quá lớn của J-15 vẫn chưa được khắc phục. Trọng lượng rỗng của J-15 là khoảng 17,5 tấn. Tiêm kích trên hạm fa 18 f Super Hornet của quân đội Mỹ có trọng lượng rỗng là khoảng 14,6 tấn và trọng lượng rỗng của tiêm kích F-35C là khoảng 15,7 tấn. So sánh sẽ thấy J-15 của Trung Quốc khó cất cánh trên bong tàu hơn các tiêm kích của Mỹ. Để đảm bảo tốc độ cất cánh, J-15 phải sử dụng động cơ AL-31 do Nga sản xuất nó không thể cất cánh khi trở đầy nhiên liệu và bom. Nếu không, sẽ phải đối mặt với rủi ro so rơi xuống biển. Hồi tháng 5, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã từng tập trận ở biển Philippines và vùng biển Okinawa. Nhiều lần cho tiêm kích J-15 cất cánh và hạ cánh. Hình ảnh do lực lượng phòng vệ Nhật Bản chụp được cho thấy J-15 vẫn chỉ trở theo tên lửa không đối không. Rõ ràng, đây là phương án bão hòa để bảo đảm an toàn cho việc cất cánh và hạ cánh. Điều này có nghĩa là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông vẫn chưa thể thực hiện các cuộc tấn công trên biển hoặc trên mặt đất và không có khả năng chiến đấu trên biển. Việc hạ thủy hàng không mẫu hạm Tiếp 003 có lẽ sẽ mang lại cho Trung Quốc một chút hy vọng. Giả sử, máy phóng điện tử thực sự hiệu quả, vậy thì J-15 sẽ có thể cất cánh với đầy đủ bom. Hàng không mẫu hạm Tiếp 003 vẫn cần thử nghiệm trên biển vài năm, mà thử nghiệm máy phóng cần có rất nhiều máy bay hoạt động trên hàng không mẫu hạm. Vào năm 2020, Trung Quốc tiết lộ rằng chiếc J-15B mới đang được phát triển, sẵn sàng đáp lên hàng không mẫu hạm TIP-003. Thanh kết nối máy phóng được lắp ở phần đầu máy bay và tiến hành gia cố một số kết cấu và vật liệu. Trong chờ máy phóng có thể giải quyết vấn đề trọng lượng quá lớn của J-15 và loại bỏ động cơ do Nga sản xuất, đổi sang sử dụng động cơ WS-10 của nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian qua khi truyền thông Trung Quốc thổi phồng về tàu TIP-003, Họ đã không sẵn tiện khoe luôn cả J-15B. Điều này có vẻ là không hợp lý cho lắm. Nếu Tiếp 003 được trang bị máy phóng điện tử, trong căn cứ huấn luyện trên bộ dành cho lực lượng không quân của Hải quân Trung Quốc cũng cần trang bị ít nhất một máy phóng tương tự. Theo trình tự các bước trước khi được đưa lên tàu để thử nghiệm, tiêm kích J-15B cần phải hoàn thành thử nghiệm phóng máy bay ở trên đất liền. Ngoài khuyết điểm lớn nhất là thiếu tiêm kích dựa trên tàu sân bay, Tiếp 003 vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm yếu khác. Vì vậy, dù có thêm hàng không mẫu hạm thứ ba Trung Quốc vẫn khó mà vượt mặt được Mỹ. Tàu tiếp 003 của Trung Quốc khó theo kịp được nhịp bước rôm giả của hàng không mẫu hạm Mỹ, siêu mẫu hạm USS Ford CVN-78. con tàu đầu tiên thuộc hàng không mẫu hạm thế hệ mới Ford của quân đội Mỹ, được đóng vào năm 2009, hạ thủy vào năm 2013, bàn giao năm 2017 và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm 2022. Sau khi hàng không mẫu hạm này được chuyển giao, nó đã trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm, bao gồm thử nghiệm máy phóng điện từ đường lắp đầu tiên, yêu cầu vận hành liên tục 4.166 lần mà không gặp sự cố. Quân đội Mỹ có sẵn một số lượng lớn tiêm kích fa 18 f Super Hornet có thể tiến hành thử nghiệm bất cứ lúc nào. Đến nay, tiêm kích J-15B của Trung Quốc vẫn chưa chính thức xuất hiện. Với tình trạng thiếu tiêm kích như vậy, có thể đoán được tàu Tiếp 003 từ lúc hạ thủy đến lúc chuyển giao rồi đến sẵn sàng phục vụ sẽ mất rất nhiều thời gian. Vào tháng 8 năm 2021, sách trắng quốc phòng của Nhật Bản đánh giá rằng Trung Quốc có tổng cộng 34 tiêm kích J-15. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tuyên bố có thể mang 24 máy bay và hàng không mẫu hạm Sơn Đông tuyên bố có thể mang 32 máy bay. Cả hai tàu không thể chở đủ số lượng. Khi tàu Liêu Ninh được điều động trở lại vào tháng 5 năm nay, chỉ có tối đa 9 tiêm kích xuất hiện trên bong tàu. Tàu tiếp 003 với lượng choán nước hơn 80.000 tấn được cho là có thể mang theo 40 tiêm kích J-15B. Không biết phải mất bao nhiêu năm nó mới có thể đạt được con số này. Việc sản xuất J-15 sẽ phải tiến hành theo hai hướng. Sau khi J-15B mới nhất bay thử thành công, cần phải gia tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu hoàn thành thử nghiệm máy phóng càng sớm càng tốt. J-15 cũng sẽ cần tiếp tục sản xuất để duy trì hoạt động của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông hiện có. Việc huấn luyện của lực lượng không quân của Hải quân Trung Quốc cũng cần tiến hành hai đợt với các phương thức khác nhau. Một bộ phận tiếp tục mô phỏng cất cánh kiểu cú nhảy trượt tuyết trên bong tàu. Lúc cần thiết, có thể theo tàu Liêu Ninh hoặc tàu Sơn Đông ra biển huấn luyện. Một bộ phận còn lại cần huấn luyện lại cách thực hiện cất cánh bằng máy phóng điện tử. Tạm thời, chỉ có thể huấn luyện mô phỏng trên mặt đất. Các cuộc thử nghiệm và huấn luyện trên tàu vẫn cần thêm thời gian. Tàu tiếp 003 của Trung Quốc từ bỏ mô hình của Liên Xô đổi thành bắt chước mô hình của Mỹ và gánh chịu một áp lực lớn trong việc vượt mặt Mỹ. Ngoài máy phóng điện từ ra thì trên thực tế không có bất cứ điểm gì hơn được hàng không mẫu hạng của Mỹ. Có thể, đây mới chỉ là giai đoạn đầu trong quá trình bắt chước Mỹ mà thôi. Trang bị tiêu chuẩn của hàng không mẫu hạng Mỹ nói chung là 48 máy bay chiến đấu FA-18F hoặc F-35C, 46 máy bay cảnh báo sớm E-2, 46 máy bay chiến đấu điện EA-18 Growler. Ngoài ra còn có trực thăng chống tàu ngầm, vận tải, tìm kiếm cứu nạn. Tổng cộng có 80-90 máy bay trên một hàng không mẫu hạng. Trong khi tàu tiếp 003 của Trung Quốc không chỉ thiếu tiêm kích dựa trên tàu sân bay, mà còn thiếu các loại máy bay khác, tiêm kích J-15B được cho là sẽ được đưa lên tàu tiếp 003. Tuy nhiên, loại tiêm kích này vẫn chưa được chính thức ra mắt. Liệu nó có thể tham gia vào các hoạt động của Hải quân Trung Quốc hay không vẫn còn là một ẩn số. Máy bay cảnh báo sớm trên hạm của Trung Quốc có lẽ sẽ được đặt tên là KJ-600 và nó chưa được phát hành chính thức. Nó vẫn phải dựa trên nền tảng Yuan-8 hoặc Yuan-9. Có lẽ sẽ không thể trượt khỏi đường băng trên băng tàu và nó chỉ có thể chứa loại máy phóng thích hợp của Tip-003. Các máy bay cánh cố định dựa trên tàu sân bay của Trung Quốc về cơ bản đang chờ đợi phục vụ của Tip-003. Các máy phóng điện tử lắp đặt trên đất liền có thể sẽ rất bận rộn, cần kết hợp với các loại tiêm kích mới để tiến hành bay thử và thử nghiệm. Để hình thành một đội bay trên hạm hoàn chỉnh cần phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm. Trong khi bản thân Tiếp 003 cũng cần phải tiến hành rất nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau, vì vậy thời gian sẽ là dài hơn rất nhiều. Máy bay trực thăng mà Hải quân Trung Quốc đang sử dụng cũng chỉ mới bắt đầu hoạt động, cũng cần có thêm thời gian để hình thành một phi đội hỗ trợ hoàn chỉnh. Vì vậy, cho dù là nhiều năm sau khi máy phóng điện tử có thể được đưa lên Tiếp 003 để sử dụng, có đủ tiêm kích dựa trên tàu sân bay đi nữa, thì hàng không mẫu hạm Tiếp 003 cũng chỉ có một chiếc. Các trang bị và tiêm kích dựa trên tàu sân bay đều không thích hợp dùng cho tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Tiếp 003 cần phải bảo trì bảo dưỡng theo định kỳ. Khi nó quay trở về nhà máy đóng tàu, hàng loạt các máy bay dựa trên tàu sân bay chỉ có thể ở trên đất liền để chờ lệnh. Việc phát triển hàng không mẫu hạm của Trung Quốc trên thực tế chính là đang đi đường vòng. Bản thân Liên Xô không có kinh nghiệm về hàng không mẫu hạm. Sau khi Trung Quốc sao chép hai tàu của Liên Xô, mới cảm thấy hàng không mẫu hạm của Mỹ lợi hại hơn rồi chuyển sang sao chép của Mỹ. Nhưng rõ ràng là không thể nào đuổi kịp được bước chân của Mỹ rồi. Và đến đây, mục phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị cảm thấy như thế nào về anh chàng tiếp 003 Hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa trong những bản tin tiếp theo. Thu Lâm xin kính chào và hẹn gặp lại!